Haaland ấm giải thưởng đầu tiên ở ngoại hạng Anh. Chelsea tính mua Rice ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2023 là những tin đáng chú ý tối ngày 17 tháng 9. Haaland ấm giải thưởng đầu tiên tại ngoại hạng Anh. Với 9 bàn thắng qua 5 trận đấu trong tháng 8, Erling Haaland đã được ban tổ chức Premier League vinh danh với giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8. Đây là giải thưởng cá nhân đầu tiên của tiền đạo người Na Uy kể từ khi cập bến Etihad. Anh đã vượt qua 7 ứng cử viên khác là Pascal Gross, Gabriel Jesus, Aleksandar Mitrovic, Martin Odegaard, Nick Pope, Rodrigo và Wilfred Zaha. Barca bổ nhiệm con trai của Johan Cruyff. Trên trang chủ, Barca xác nhận đã bổ nhiệm ông Jordi Cruyff vào chức vụ giám đốc thể thao. Jordi chính là con trai của huyền thoại Johan Cruyff. Trong quá khứ, ông từng có 3 năm khoác áo Barca từ 1993 đến 1996. Năm ngoái, Jordi đã trở lại Camp Nou với chức vụ cố vấn thể thao. Koundé từng từ chối Man City. Chia sẻ trên El País, Jules Koundé tiết lộ từng được huấn luyện viên Pep Guardiola mời gọi vào năm 2019. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, trung vệ người Pháp đã quyết định gắn bó với Seville thêm 3 năm. Trong phiên chợ hè vừa qua, Koundé đã chuyển sang khoác áo Barca. Bowley săn Declan Rice cho Potter. Theo truyền thông Anh, ông chủ Todd Bowley đã hứa sẽ chiêu mộ tiền vệ Declan Rice của West Ham cho huấn luyện viên Graham Potter. The Blues dự kiến sẽ liên hệ tiền vệ người Anh trong tháng 1 tới. Kepa từ chối nhiều câu lạc bộ. Chia sẻ trên El Aguero, thủ thành Kepa Arrizabalaga thừa nhận đã được nhiều câu lạc bộ liên hệ trong phiên chợ hè vừa qua. Người gác đền này đã từ chối vì vẫn cảm nhận được sự tin tưởng ở Chelsea. Tây Ban Nha bỏ rơi Ansu Fati. Huấn luyện viên Luis Enrique đã công bố danh sách triệu tập đội tuyển Tây Ban Nha cho 2 trận đấu với Thụy Sĩ và Bồ Đào Nha tại Nations League. La Roja đã triệu tập 6 cầu thủ Barca gồm Busquets, Gavi, Pedri, Eric Garcia, Alba và Torres nhưng không triệu tập Ansu Fati. Theo Enrique, ông chưa vội vàng triệu tập Fati do tài năng trẻ này mới trở lại sau chấn thương. Alexandre Lacazette sắp phải phẫu thuật. Tiền đạo của Lyon sẽ phải phẫu thuật dây thanh quản trong thời gian tới. Lacazette đã gặp khó khăn trong việc giao tiếp vì bị mất giọng từ đầu mùa này. De Gea suýt đầu quân cho Wigan. Thủ môn của MU tiết lộ từng suýt gia nhập Wigan vào năm 2009. Thời điểm đội bóng này vẫn thi đấu tại Premier League và lúc đó De Gea 18 tuổi cũng định đi vì không có chỗ đứng tại Atlético, nhưng thương vụ không thành công. Danny Rose sắp sang Hy Lạp. Cựu tiền vệ của Tottenham đang tiến gần đến việc ký hợp đồng với AEK Athens. Danny Rose hiện là cầu thủ tự do sau khi chia tay Watford. Ben Foster giải nghệ. Cựu thủ môn của MU, Watford và West Brom vừa tuyên bố treo găng ở tuổi 39. Trong 21 năm thi đấu chuyên nghiệp, danh hiệu đáng chú ý nhất của Ben Foster là được 2 chức vô địch cúp liên đoàn năm 2008-2009 và 2009-2010 với MU. Lewandowski thay thế hình ảnh cho Aubameyang. Barcelona vừa trang trí hình ảnh của Lewy trên tấm áp phích lớn trước sân vận động Camp Nou cùng Pedri và Fati. Trước đó, vị trí này thuộc về Aubameyang, tiền đạo Barcelona bán cho Chelsea ở ngày cuối phiên chợ hè 2022. Deschamps mừng vì Griezmann. Huấn luyện viên đội tuyển Pháp nửa đùa nửa thật cho hay ông vui vì Griezmann sẽ có thể lực tốt nhất ở những trận đấu tới của đội tuyển Pháp do không phải thi đấu nhiều tại Atlético. Như đã biết, để tránh phải mua đứt Griezmann từ Barcelona vào hè 2023, Atlético chỉ cho chân sút 31 tuổi đá hơn 30 phút mỗi trận từ đầu mùa này.